Xin chào toàn thể các bác đã đến với kênh Thiết Bị Thế Giang Đông nhé. Hôm nay em đi quay review với cây bếp Kuka Green 100 cho các bác coi. Đây là sử dụng máy cày nữa nhé. Máy cày thì bắt buộc là chúng ta phải sử dụng cái bộ gọi là bộ tăng tốc á. Máy cày thì rất là khỏe nhưng mà nó lại tua nó chậm, cho nên là phải dùng cái bộ phận tăng tốc nhé bác nhé. Đó, đây là bộ phận tăng tốc. Cái bu lê của máy cày nó to, còn cái bu lê kia nhỏ, có nghĩa là một bu lê của máy cày quay thì cái kia nó sẽ quay được một vòng, thì cái kia nó sẽ quay được 3-4 vòng. Đó, cho nên cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn gấp 3-4 lần tốc độ của máy cày. Thì lúc đấy mình sẽ tưới được nhé. Đây là đường ống 90. Đó. Đây cái bếp đang là tưới mì các bác nhé. Cây này thì bán kính hết cỡ được 66m các bác nhé. Đây các bác nhé, tới cực kỳ xa luôn. Đó, phun cực kỳ xa. Đang là buổi trưa, trời đang nắng lên, quay nó không thấy hạt bụi, chứ còn ở trong tưới rất là đều các bác nhé. Tưới đều từ trong ra ngoài luôn các bác nhé. Để em đến gần cho các bác coi nhé. Đây để em đến gần cho các bác coi. Đó, thỉnh thoảng nó xẻ, đó là nó xẻ nước cho những cây gần bác nhé. Đây để chế độ chỉnh góc các bạn. Lên ống 76 các bác nhé. Đây. Đó, thỉnh thoảng như vậy là nó xẻ nước cho những cây gần các bác nhé. Đó. Nước ra cực kỳ là đều, nó đến đứng ở góc này các bác nhìn thấy nước ra cực kỳ đều luôn. Đây, đó các bác thấy nước ra cực kỳ đều luôn. Kuka Green 150 các bác nhé. Đấy. Máy cày như này dùng một lần hai cái luôn á, máy cày cực kỳ khỏe. Đó, phun cực kỳ xa lên. Đây các bác đứng góc này các bác thấy là nước cực kỳ đều luôn các bác nhé. Đó. Nước cực kỳ đều luôn. Thì bác nào xem hay thì hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thể quay nhiều các video về bếp tưới cho các bác xem các bác nhé. Và để chọn một cái bếp tốt nhất cho các bác nhé. Và không bỏ lỡ những video mà em úp lên các bác nhé. Đấy, tưới cực kỳ đều từ trong ra ngoài luôn. Cái này tưới mì thì đúng bài luôn các bác nhé. Và cái này thì áp cao nhất nó là... Cái này áp cao nhất là 7 bát các bạn, 7 bát và tưới 66m. Nó có rất là nhiều họng các bạn nhé, từ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Đó. Đây là chỉ dùng cho những cái cây... dùng cho những cánh đồng lớn thôi các bác nhé. Dùng cánh đồng lớn, chuyên dùng cái cánh đồng lớn thôi. Đấy. Chứ còn cái này tưới một lần hết cỡ, nếu bán kính ra mạnh hết cỡ là tưới một lần hơn một hết các bác nhé. Ở đây được cái đất rất là bằng. Đất bằng nên tưới nó cũng dễ, nói chung là tưới đất bằng cho nên để cái cột ba chân nó cũng dễ, tưới nó cũng dễ. Còn nếu mà đất dốc thì các bác phải đào một cái lỗ thật là sâu, xong các bác chôn cột xuống, sau đó thì các bác buộc vào các bác nhé. Đây đang quay ngược chiều rồi này các bác này, đó, đang giật góc quay ngược lại đó, các bác thấy không, phun cực kỳ xa luôn nhé, nước cực kỳ đều luôn. Đây, để bác nào cần thì hãy liên hệ với Thiết Bị Tưới Giang Đông qua số điện thoại 0867471168 hoặc 0772471168 nhé, để em tư vấn cho các bác sử dụng sao cho nó phù hợp nhất.
rồi mua về mà không sử dụng được uổng tiền của các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nhé các bác nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác.